Việt Nam Thức Giấc hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Tuyên Quang. Mỗi dịp Trung Thu thì nơi đây rất là nhiều du khách trở về với lễ hội Thành Tuyên. Lễ hội Trung Thu đặc sắc đã được nâng lên thành quy mô cấp tỉnh từ năm 2014. Và khi nhắc tới Trung Thu nơi đây thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đèn lồng khổng lồ, rực rỡ sắc màu, ngập tràn các con phố. Phóng viên Cẩm Nhung đang đến Tuyên Quang ở những ngày này. Chị Cẩm Nhung, không khí ở đó chắc hẳn là rất nhộn nhịp rồi phải không chị? Xin kính chào quý vị khán giả. Không cần đợi đến buổi tối đâu ạ, mà ngay cả ban ngày khi mà chúng ta đi trên đường thì cũng có thể dễ dàng bắt gặp những mô hình đèn lồng to lớn như thế này. Không khí Trung Thu ở thành phố Tuyên Quang đã rất rõ rệt rồi ạ. Xin chào các cô các chú ạ. Mô hình của tổ mình năm nay đẹp thế ạ? Chào cháu. Đây là mô hình rồng vàng huyền thoại của tổ 6. Ngay từ đầu tháng 5 âm lịch thì người dân tổ 6 đã náo nức háo hức tìm ban lãnh đạo, đề nghị ban lãnh đạo là năm nay hãy sáng tạo mô hình gì thật đẹp đi để cho dân mang đến lễ hội một mô hình đẹp nhất. Thế với cái suy nghĩ chăn trở như thế, chúng tôi kết nối chủ đề cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Năm ngoái là tổ mình được giải với mô hình cá vượt vũ môn đúng không ạ? Đúng rồi, năm ngoái tổ của cô được giải đặc biệt. Lễ hội Thành Tuyên ấy cô, với tục rước đèn lồng bắt nguồn từ đâu ạ cô? Thực chất ra thì bắt nguồn từ người dân rất mong muốn cho các cháu được một lễ hội Trung Thu vui và làm những cái mô hình là Trung Thu ông sao to đặt ở khu phố. Thế sau đó thì một số người dân sáng tạo để chở mô hình to hơn những đèn ông sao đó, chở trên những mô hình, những cái xe nhỏ để trên đường phố. Cháu cảm ơn cô ạ. Chào cháu nhé. Vâng, như vậy là từ những chiếc đèn lồng nhỏ xinh của trẻ em được đẩy trên những chiếc xe thô sơ diễu hành trong đêm Trung Thu thì giờ đây việc làm nên những đèn lồng to lớn đã trở thành một nét đặc trưng riêng có của người dân Thành Tuyên. Bà con làm ra những công trình này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau của chương trình Việt Nam Thức Giấc. Những mô hình đèn Trung Thu hấp dẫn vì đây là những sản phẩm hoàn toàn thủ công và không có cái nào giống cái nào cả. Kể cả hình những mô hình như là con cá hay là rồng thì mỗi tổ dân phố lại tạo hình rất khác nhau với những chi tiết độc đáo ngộ nghĩnh. Dạ vâng, rất kỳ công nhưng mà rất thú vị ạ. Mỗi một mô hình như thế này được coi là một tác phẩm nghệ thuật của cả một tổ dân phố. Anh Tùng ơi, mô hình này thông điệp là gì ạ? Trống đồng này là một trong những di sản văn hóa của cha ông ta để lại. Cho nên qua cái lễ hội Trung Thu này, chúng tôi muốn truyền tải đến các cháu thế hệ thanh thiếu niên biết được rằng là trống đồng là một cái niềm tự hào của người Việt Nam. Quan niệm của chúng tôi là khi làm các cái trục xoay này để làm sao đưa một cái trống này lên, nó vẫn đảm bảo về ánh sáng khi phát ra mô hình vừa quay một cách êm đẹp và an toàn. Còn phía sau thì là chúng tôi trích dẫn một cái đoạn sinh hoạt của người Việt cổ. Là ngày xưa là người Việt mình đã biết ghi lại cái hình ảnh sinh hoạt, đời sống sinh hoạt của mình. Mỗi tổ dân phố lại huy động nhân lực là chính người trong tổ mình thực hiện tham gia tất cả các khâu của một quy trình làm đèn lồng. Từ cái khâu lên ý tưởng ấy cho đến thi công thì mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? 40 hôm này. Đó là hơn một tháng rồi. Có những lúc chúng tôi làm xong chúng tôi không nghĩ là còn phải dỡ ra để làm lại. Trí tuệ tập thể, sức sáng tạo của cả một tổ dân phố đã được huy động để làm nên những tác phẩm như thế này. Kinh phí cũng là do bà con tự nguyện đóng góp sau khi đã thống nhất được về thiết kế. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở phần sau của chương trình để cùng bà con chuẩn bị cho một lễ diễu hành, cho một lễ rước. Để giúp người dân chuẩn bị bài bản cho những đêm rước đèn, thì ngay từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 âm lịch, thì các tổ dân phố đã mở đăng ký ý tưởng thiết kế các mô hình. Từ đó thì các phường sẽ tập hợp và thông báo lại để người dân biết mô hình tổ dân phố của mình có bị trùng lập hay không và tự họ sẽ thay đổi. Việt Nam Thức Giấc trở lại với không khí chuẩn bị Trung Thu tại Tuyên Quang. Lễ hội Thành Tuyên hiện được coi là lễ hội Trung Thu độc đáo lớn nhất cả nước với nhiều kỷ lục đã được xác nhận như lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung Thu độc đáo lớn nhất Việt Nam, mông cổ Trung Thu lớn nhất Việt Nam, cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam. Cuối tuần và những ngày gần Trung Thu là thời điểm rất sôi động ở thành phố Tuyên Quang khi mà mọi ngã đường thì đều rực rỡ đèn lồng và đường phố thì rất đông vui, phải không chị Cẩm Nhung?
Những ngày này, sân vận động, nhà văn hóa hay bất kỳ địa điểm công cộng nào rộng rãi đều được các tổ dân phố sử dụng để đỗ các xe mô hình và tập dượt kịch bản cho lễ diễu hành. Chú Trung ơi, kịch bản lễ diễu hành đêm hội thành tuyên của tổ mình được thực hiện như thế nào ạ? À, thường thường như này, nếu mà người lớn thì nói chung là nhiệt tình lắm rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ chọn được 10 người thôi để cho mô hình nó dành cho trẻ con. Vâng. Trên xe là trẻ con, các cháu thiếu nhi. Vâng. Công tác này làm gì đấy chú? Công tác này. Dòng phun nước mà. Vâng. Đấy. Chị em ăn mặc quần áo dài chỉnh tề, ăn mặc trang hoàng tượng trưng cho con lạc chó hồng hoặc là áo truyền thống. Các cô là đứng ở đâu đây? Các cô đứng ở đầu. Vâng. Hai bên đi hay là hai bên. Còn tiếp theo là dây buộc ở dưới rồi cô ơi. Thiếu nhi là ngồi trên xe này hết. Đấy. Các cháu con là ăn mặc quần áo đồng phục học sinh hoặc là cờ đỏ sao vàng, cầm cờ vẫy. Lễ hội vẫn là dành cho trẻ con là chính, cho nên đương nhiên là phải có trẻ em ở trên xe đúng không ạ? Không cứ trẻ con mà người lớn ấy cũng không thích ý. Vâng. Thế thì cái đấy chú hành đấy bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Thường thường là trên 19 giờ thì là mình hô hào bà con cho trẻ con ăn sớm ra tập trung lên xe để chuẩn bị tiến hành, khoảng 20 giờ kém thì bắt đầu xuất phát. Anh Hòa ơi, lễ hội Thành Tuyên với nghi thức rước đèn như thế này đã thay đổi như thế nào so với thời kỳ đầu ạ? Cái việc rước đèn trong lễ hội Thành Tuyên thì đến nay cũng đã thay đổi rất là nhiều. À, đặc biệt là so với những ngày đầu thì hiện nay cái phạm vi của cái rước đèn trong lễ hội Thành Tuyên nó không còn ở chỉ ở gói gọn trong thành phố Tuyên Quang nữa, mà nó đã lan rộng ra khắp toàn tỉnh. Thời điểm này thì các thôn xóm ở trên địa bàn Tuyên Quang đều đang rất là hào hứng thiết kế và tổ chức diễn diễu các mô hình. Cái thứ hai nữa là các cái mô hình hiện nay thì cũng đẹp hơn rất là nhiều, do là bà con cũng đã tập trung vào là tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn, có thiết kế, có bản vẽ rồi thì nhân dân là đã là chuyên nghiệp hơn nhiều. Chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Hơn 10 năm nay, rước đèn dưới trời thu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân tỉnh Tuyên Quang thuộc mọi lứa tuổi, giúp bà con gắn kết với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng.